Bài hát này có tuổi đời gần 80 năm, ra đời dựa trên lời tự sự của một người lính trong giai đoạn chiến tranh thế giới lần thứ hai, khi mà anh mãi mãi không thể đón thêm mùa Giáng sinh nào cùng với gia đình. Ở thời điểm này trên khắp thế giới thì cũng sẽ có nhiều lý do chia cắt sự đoàn tụ trong mùa Giáng sinh, và một trong số đó là bởi đại dịch Covid-19. Xin được dành tặng món quà âm nhạc này cho những ai không thể ở bên cạnh người mình thương yêu trong dịp lễ này.